Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nhiều quốc gia nghèo hơn đã phải tạm dừng triển khai tiêm phòng mũi thứ hai. Nguồn cung vaccine ở những nước phụ thuộc vào vaccine AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ được phân phối thông qua cơ chế COVAX do WHO bảo trợ đã giảm mạnh sau khi Ấn Độ ngừng xuất khẩu vaccine để ưu tiên thị trường trong nước. Và vào ngày 19 tháng 6, phía Ấn Độ khẳng định nước này chỉ xuất khẩu vaccine COVID-19 trở lại sau khi nhu cầu tiêm chủng cấp bách trong nước được đáp ứng đầy đủ. Theo bác sĩ Vinod Pal, người đứng đầu nhóm công tác ứng phó dịch COVID-19 của Ấn Độ, khi nhu cầu tiêm chủng cấp thiết cho người dân được đáp ứng đầy đủ, đồng thời kho dự trữ vaccine COVID-19 từ nhiều nguồn cung sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp, Ấn Độ sẽ nối lại việc xuất khẩu và phân phối vaccine cho các đối tác hiện nay. Ông Vinod Pal cũng chưa tiết lộ thời điểm cụ thể dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vaccine COVID-19. Tháng 5 vừa qua, bác sĩ Vinod Pal từng thông báo đến tháng 12 năm nay, Ấn Độ sẽ có khoảng 2 tỷ liều vaccine COVID-19 sẵn sàng phục vụ tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, giới chuyên gia bày tỏ lo ngại trước tính khả thi của lộ trình này do Viện Serum Ấn Độ và công ty dược phẩm Bharat Biotech, hai nhà sản xuất vaccine chính tại Ấn Độ, hiện đều gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực mở rộng sản xuất vaccine của mình.